Xin chào quý cô bác anh chị. Xin chào các bạn. Hôm nay Lâm mang đến cho bà con mình một cái bài thuốc để giúp cho bà con mình hạn chế kích thước của khối u, cũng như là giúp cho bà con mình điều trị khỏi được những cái bệnh mà có khối u. Ví dụ như bà con mình bị bú cổ, hoặc là bà con mình bị u hạch ở cổ. Nếu như bà con mình bị u hạch ở cổ thì người ta thường gọi là u tuyến giáp. Vậy thì nếu như bà con mình đi khám bác sĩ mà bác sĩ kết luận rằng bà con mình bị u tuyến giáp, thì hôm nay bà con sẽ có một cái bài thuốc. Chúng ta sẽ điều trị hạn chế kích thước khối u, dần dần thì chúng ta sẽ làm tiêu khối u. Rồi, người nào bú cổ thì cũng có một bài thuốc trong bài chia sẻ hôm nay. Cùng nội dung trong bài chia sẻ hôm nay thì Lâm sẽ mang đến cho bà con mình một cái bài thuốc để giúp cho những người bị phong thấp, đặc biệt là những người thường xuyên bị chuột rút, bà con sẽ có một cái bài thuốc rất là hay. Hình ảnh cây dược liệu này thì Lâm nghĩ bà con mình rất là quen thuộc nếu như bà con mình là khán giả thường xuyên của kênh Phan Lâm Vlog. Đây chính là cây xà đen. Giống cây này thì Lâm nhân giống từ cây xà đen Hòa Bình. Nếu như bà con mình sử dụng làm thuốc thì bà con cũng nên chọn lựa cái dược liệu này. Hôm nay thì Lâm chia sẻ thêm cho bà con mình một loại dược liệu nữa. Loại dược liệu này thì nó sẽ có mặt trong cái bài thuốc để giúp cho bà con mình trị u hoặc là bà con mình bị bú cổ. Nguyên liệu hôm nay mà Lâm muốn bà con mình nhận biết đó chính là dược liệu này. Dược liệu này thì trong đông y người ta thường gọi là thương nhĩ tử. Còn đối với tên thường gọi của loại dược liệu này thì có tên là ké đầu ngựa. Bà con mình sử dụng giúp cho Lâm cái nguyên liệu ké đầu ngựa này hoặc là thương nhĩ tử này ở dạng khô như thế này. Trong bài thuốc này thì bà con mình dùng nguyên liệu thương nhĩ tử ở dạng khô 15g. Rồi, bà con mình kết hợp cho Lâm là cây xà đen Hòa Bình này ở dạng khô, lá nè, thân nè, thì bà con dùng cho Lâm là 30g. Chúng ta sẽ kết hợp với cây bạch hoa xà thiệt thảo, bà con mình dùng ở dạng khô là 30g. Rồi, một nguyên liệu còn lại nữa thì chúng ta sẽ dùng cây bán chi liên thì ở dạng khô 15g. Rồi, Lâm xin nhắc lại liều lượng của bài thuốc này. Cây xà đen và cây bạch hoa xà thiệt thảo ở dạng khô thì bà con mình dùng giúp cho Lâm là 30g khô. Rồi, ké đầu ngựa thì 15g, rồi bán chi liên 15g. Đối với bài thuốc này thì bà con mình dùng ở dạng khô tất cả. Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu thì bà con mình sẽ sao vàng hạ thổ. Tiếp theo thì bà con sẽ cho vào ấm nấu thuốc. Bà con mình sắc giúp cho Lâm là 1,5 lít nước. Khi nào nó còn 1 lít nước thì bà con mình tắt bếp. Chúng ta sẽ dùng cái lượng nước này thay lượng nước lọc hàng ngày. Đây là bài thuốc rất là hay. Bài thuốc này sẽ giúp cho bà con mình hạn chế được kích thước của u tuyến giáp, cũng như là nó sẽ giúp cho bà con mình làm tiêu đi cái bú của tuyến giáp. Bà con mình kiên trì sử dụng bài thuốc này, Lâm nghĩ thì cũng không quá lâu đâu bà con. Bà con có thể sử dụng từ 10 đến 15 ngày. Thì như thế bà con sẽ kiểm tra được hiệu quả của bài thuốc này. Đây là bài thuốc rất là hay. Bài thuốc này thì rất là nhiều người thành công trong cái việc điều trị u tuyến giáp. Tiếp theo thì Lâm mang đến cho bà con mình một trong những cái bài thuốc trị bú cổ rất là hay, rất nổi tiếng. Đó là chúng ta sẽ kết hợp cái nguyên liệu xà đen và cái nguyên liệu ké đầu ngựa hay là thương nhĩ tử này. Liều lượng dùng thì bà con mình dùng giúp cho Lâm là thương nhĩ tử này là 15-16g là tối đa ở dạng khô. Rồi, bà con mình dùng cho Lâm là 40g cây xà đen. Rồi, lá nè, thân nè ở dạng khô là 40g. Chúng ta kết hợp hai cái nguyên liệu này lại thì chúng ta có được một cái bài thuốc để giúp cho bà con mình trị bú cổ. Đối với bài thuốc này thì bà con mình sao vàng hạ thổ nguyên liệu. Sau đó thì bà con mình phải sắc với 1 lít nước. Khi nào nó cạn còn khoảng 700ml thì bà con mình tắt bếp. Bà con mình sẽ chia cái phần thuốc này ra, uống khoảng 2-3 lần trong ngày. Đây là cái bài thuốc rất là hay để giúp cho bà con mình trị bệnh bú cổ. Bây giờ thì chúng ta đến với một cái bài thuốc trị phong thấp, và đặc biệt rất là hay, rất là hiệu quả đối với những người nào mà thường bị chuột rút. Nguyên liệu trong bài thuốc này thì chúng ta chỉ cần sử dụng duy nhất một cái nguyên liệu là ké đầu ngựa như thế này. Đó. Bà con mình dùng ở dạng khô, dùng giúp cho Lâm 5g đến 6g trên một ngày.
Vậy thì 5g đến 6g cái nguyên liệu cá đầu ngựa này bà con mình sao vàng, rồi chúng ta tiến hành sắc thuốc. Bà con sẽ sắc với khoảng 400ml nước, khi nào nó cạn còn 200ml nước thì bà con mình tắt bếp. Bà con mình sẽ chia ra 1-2 lần bà con mình uống. Bà con hãy dùng liên tục khoảng 10 ngày thì các triệu chứng đau nhức do phong thấp hoặc là bà con mình thường xuyên bị chuột rút nó sẽ cải thiện cái tình hình này rất là hay. Rồi, đến đây thì chắc có lẽ bà con mình đã có đầy đủ được 3 bài thuốc như Lâm đã giới thiệu ở đầu video. Lâm rất mong những cái bài thuốc này sẽ giúp cho bà con mình trị khỏi bệnh. Mong rằng bà con mình sẽ tiết kiệm được chi phí trị bệnh, cũng như là rất mong bà con mình sẽ có cơ địa phù hợp với những bài thuốc hôm nay Lâm chia sẻ. Đến đây thì Lâm xin phép quý cô bác anh chị và các bạn mình, Lâm sẽ kết thúc video. Lâm rất mong bà con mình dành ra chút thời gian chia sẻ giúp Lâm cái video này, bởi vì có rất là nhiều người đang cần những cái bài thuốc hôm nay Lâm chia sẻ. Nếu như bà con chia sẻ video giúp Lâm thì Lâm xin chân thành cảm ơn bà con. Rồi, đối với những người nào mà chưa đăng ký kênh của Lâm hoặc là lần đầu tiên xem kênh của Lâm thì có thể vui lòng đăng ký. Bởi vì khi đăng ký kênh của Lâm thì bà con sẽ có cơ hội tiếp cận được với rất nhiều các cái bài thuốc hay để giúp cho bà con mình trị bệnh, cũng như là những cái hình ảnh trực quan về các loại dược liệu mà Lâm chia sẻ trên kênh của mình. Từ đó thì Lâm nghĩ bà con mình sẽ có được rất nhiều lợi ích trong cái việc mà nhận dạng dược liệu cũng như là tìm dược liệu để điều trị bệnh. Rồi, đến đây thì Lâm xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý cô bác anh chị và các bạn. Lâm rất mong quý cô bác anh chị và các bạn mình sẽ luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Rồi, còn bây giờ thì Lâm xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn mình trong những cái video tiếp theo.